Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi tô màu nha. Và hôm nay chúng ta sẽ tô màu một anh chàng rất là đẹp trai đang bê đồ nè. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện tô phần mái tóc cho mình trước nhé. Rồi, tiếp theo là chiếc mũ nè. Tô màu đỏ. Tiếp theo bộ quần áo của anh này mình cũng sẽ tô áo màu đỏ luôn nhé. Tiếp theo bên này nè. Rồi, tiếp theo cái quần chúng ta đổi màu nhá. Mình tô cái quần màu xanh da trời đi. Xong quần rồi đúng không nào? Bây giờ đến đôi giày. Đôi giày mình tô màu xanh lá cây nhé. Thì bạn ấy bê rất là nặng đấy. Chúng ta tô màu những hộp nào. Rồi, phải làm mình đã hoàn thiện xong phần bài tập ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt.